Hay quá anh ơi. Anh Bảo ơi, sao anh đánh mà đánh đôi mà lúc nào anh cũng đưa vô thế tạc được, hay quá vậy? Chỉ em nhớ được không? Ok, anh chỉ cho. Chào các bạn, mình là Đinh Xuân Bảo, đến từ xbsport.vn. Thì cũng giống như là tình huống vừa rồi ha, hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ cho các bạn cái cách đánh cầu tì đè và đánh cầu ép đối phương vào cái thế phản tạc trong đánh đôi là như thế nào. Cùng mình đi tìm hiểu ha. Thì để mà các bạn ha, lúc nào mà cũng cố gắng ép người ta vào cái thế phản tạc thì đầu tiên là các bạn phải đánh phản tạc tốt ha. Chứ các bạn đánh phản tạc không tốt á, các bạn đưa vào thế đó thì khác gì mình tự mình giết mình đâu. Cho nên là đầu tiên để mà đánh được phản tạc thì các bạn phải đánh phản tạc tốt đã. Rồi sau đó mình sẽ nghĩ tới cái cách làm sao để mà ép người ta vào cái thế mạnh của mình, cái thế phản tạc đó mà các bạn đánh đôi các bạn hay gọi là tì đè á. Thì đối với cái quả này ha, nó sẽ xử lý như thế này. Đa phần mình thấy mọi người đánh á, mọi người không có, có những người người ta đánh phản tạc tốt nhưng người ta lại không biết cách làm sao để mà đưa cái đối phương của mình vào cái thế ưu điểm của mình là cái thế phản tạc. Là lý do tại vì các bạn mới chơi, các bạn hay có suy nghĩ là các bạn đánh làm sao để cầu nó cắm xuống sân thôi, đánh làm sao để cho cầu nó cắm xuống đất để các bạn ăn điểm. Nhưng bản chất những cái quả cầu á mà các bạn đánh cắm xuống đất hoặc là tư thế người ta đang đứng như thế này nè, mà các bạn cố gắng đánh những cái cầu nó nằm phía dưới này á, thì các bạn thấy người ta sẽ dễ dàng người ta bung lên. Và theo cái thuận cái thế người ta á, cái thế mà người ta có thể dễ dàng đánh nhất là người ta bung lên, chứ người ta đâu có tạc lại. Cho nên nếu các bạn cứ đánh xuống, các bạn đập ha, đập cầu cũng vậy, các bạn mà đập xuống như thế này thì xu hướng người ta sẽ muốn bung lên. Hoặc chặt cũng vậy, các bạn chặt cái cầu mà nó nằm ở đây thì người ta cũng sẽ bung lên. Hoặc các bạn đánh làm sao mà các bạn cứ đưa cái cầu mà nó cứ vòng vòng trước mặt người ta, chỗ đoạn này mà nó thấp thấp á, thì dĩ nhiên người ta sẽ cứ theo động tác tay người ta sẽ dễ dàng người ta bung thôi. Và theo bản năng tự nhiên của mỗi con người, ai cũng vậy, người ta sẽ bung. Và khi bung thì nó sẽ thoát khỏi cái cầu tạc, bạn không có cầu ngang để bạn đánh đó. Thì để đầu tiên mà các bạn muốn người ta phản tạc thì các bạn phải đánh vào những cái điểm nào mà người ta thuận với cái thế mà người ta có thể tạc lại, người ta có thể đánh cầu ngang lại, thì lúc này người ta sẽ phải vào cái thế phản tạc ha. Thì đó là những cái điểm ở trên đây, từ ngực lên tới trên mặt này. Thì nếu các bạn thấy á, nếu thuận tay người ta đánh ngang như thế này, người ta sẽ đánh cái cầu chả ngang, chứ không ai lại đi ngồi xuống đánh bổng lên như vậy hết. Cái tư thế này sẽ khó với người ta, thuận theo tự nhiên người ta sẽ tạc tạc hai cái bên góc này là người ta quýnh ngang như thế này. Cũng giống như từ ngang cái này đổ lên thì người ta cũng sẽ rất là khó bung, cho nên người ta sẽ thường người ta đẩy ra như thế này. Thì những cái quả cầu mà các bạn muốn đưa người ta vào thế phản tạc thì các bạn sẽ cần phải đánh vô tầm này của một người ha. Thì tùy theo độ cao thấp thì các bạn cứ đánh vô. Và có một điểm lưu ý là khi mà đánh ở đây nè, thì thường á, những quả cầu lên lưới á, các bạn đứng trên lưới á, mà các bạn vồ người ta, thì các bạn mà vồ xuống dưới á, thì người ta cũng sẽ bung lên. Thì lúc này các bạn muốn phản tạc thì các bạn sẽ vồ hẳn chỗ này đúng không? Nhưng mà nếu á, các bạn quan sát ha, những cái người nào mà người ta đứng quá cuối sân á, các bạn mà vồ vô đây là out á, là người ta nếu mà phản xạ người ta nhanh á, người ta né nó sẽ out. Thì có hai cách á. Thứ nhất là khi mình vồ đây nè, thì mình vồ thiệt nhanh để cho người ta không né được, mình quýnh thẳng vô người người ta để người ta không phải né mà người ta phải đánh trả. Còn ai mà phản xạ nhanh quá né được thì thôi, mình chấp nhận mình thua, coi như là mình dưới cơ người ta rồi. Còn cái cách thứ hai á là buộc ha, các bạn đánh các bạn phải canh được cái lực, làm sao tới cái điểm đó nó phải dừng lại. Chứ còn không mà các bạn đánh mạnh tay quá là nó sẽ rất là dễ ao những người người ta đứng cuối sân rồi, thì mà cầu vô ngang này thế nào cũng ao à. Cho nên các bạn phải nhìn vô cái vị trí nữa. Cái cách thứ hai là các bạn phải nhìn vị trí người ta đứng. Ví dụ người ta đứng á, mà không quá sát cuối sân thì lúc này các bạn thoải mái tay ha, các bạn cứ đánh hết lực, thoải mái tay quýnh ngang vô tầm ngang người. Nhưng mà nếu mà người ta đứng cuối sân thì lúc này các bạn phải xem chừng ha. Cũng giống như là nếu mà có quýnh cầu ngang nữa thì các bạn cũng phải quýnh thiệt nhanh, quýnh cho cái cầu nó bay tốc độ thẳng vô mặt người ta để người ta không né được. Đó thì người ta bắt buộc người ta phải đưa lại cái cầu tạc. Thì cái cầu thứ hai sau khi mà các bạn đánh vào cái điểm người ta tạc, thì cầu thứ hai chính là cái cầu các bạn canh, các bạn dứt điểm, là các bạn sẽ me. Khi mà người ta đánh trả tạc lại các bạn sẽ dứt điểm cái trái đó, chứ không phải là các bạn dứt điểm ngay trái đầu tiên. Đúng rồi, quýnh. Thì mình thấy đa phần các bạn hay vào là muốn dứt điểm liền, mà các bạn quýnh xuống một cái là người ta bung lên cái là mất cái cầu ngang của mình luôn. Cho nên là mình sẽ phải có một cái trái cầu mồi là mình sẽ đánh vào để cho người ta phải trả ngang. Mà cái này nếu mà các bạn xem các vận động viên hay những các bạn mà đánh họ giỏi hay là thi đấu á, trong những cái đánh đôi nam á, người ta sẽ sử dụng rất là nhiều, người ta sẽ thường xuyên người ta gọi là dí á, dí cầu, tì cầu, đè cầu. Và người ta sẽ thường xuyên người ta đè thẳng vào người lên để bên kia người ta trả cầu ngang tạc tạc lại đó, chứ người ta không dí về xuống dưới đất như vậy, dí hôm nay người ta sẽ bung mất. Thì đó là cái quả cầu ở trên lưới để các bạn có thể đưa vào thế cầu ngang, thì các bạn chỉ có thể nhấn thẳng vào những cái điểm này thôi, từ đây đổ lên tới mặt đó. Còn nếu mà các bạn kê lưới nè, hoặc các bạn đánh dummy nè đó, hoặc các bạn đánh cắm xuống nè,
thì khả năng các bạn cái không vào được cái cầu tạt. Rồi cái thứ hai nữa là cái quả đập cầu cũng vậy. Đập cầu, các bạn là người đập ha, các bạn tấn công mà các bạn muốn người ta vào cái thế phản tạt, mà các bạn cứ đập cấm quá xuống dưới này thì thuận tay người ta cũng sẽ bung thôi. Thì lúc này các bạn điều chỉnh lên, thế các bạn đập cao lên trên này thì lúc này người ta sẽ tạt lại. Và những cái quả này á, nó cũng là nguy hiểm à, dao hai lưỡi. Nếu các bạn xác định các bạn đập ở đây thì các bạn cũng phải canh, các bạn phải canh liền quả thứ hai. Tại vì đập ở đây á, những người nào người ta tạt tốt người ta sẽ phản là một cái, các bạn đôi lúc là các bạn phản ứng không kịp á. Cho nên là khi mà đập ở đây thì các bạn cũng phải vừa đập xong là các bạn phải canh liền, canh quả tạt của người ta liền. Thì khả năng tí hơn 70-80% người ta sẽ tạt nếu các bạn đập cao đó. Và kể cả cái quả phòng thủ cũng vậy. Cái quả phòng thủ khi mà người ta đập qua, các bạn cũng muốn đưa vào thế phản tạt thì các bạn đừng bung, các bạn phải đánh ngang. Thì ở đây ha, cái tay đánh ngang mình cũng hướng dẫn luôn, các bạn trả cái cầu á, cái đầu vào các bạn đi theo phương ngang, đừng có đi theo phương đi lên như thế này. Tại nếu mà các bạn thủ mà các bạn cứ giống như cái động tác dở cầu á, các bạn đưa lên như thế này thì cầu nó sẽ bổng thôi. Còn nếu mà người ta đập, các bạn đưa cái vợt ngang như thế này, kể cả cầu dưới thấp cũng vậy, các bạn xuống thấp các bạn cũng đưa ngang nha, đưa ngang nó hơi chết lên xíu thôi, không ngang xuống quá thì nó xuống đất thì đúng rồi. Nhưng mà tùy theo cái độ cao của trái cầu, nếu xuống thấp đây thì các bạn phải canh một cái độ ngang nhất định như thế này, lên như thế này, và khi trên cao các bạn sẽ đưa xuống như thế này thì các bạn sẽ có những cái quả cầu tạt. Và các bạn luôn chuẩn bị cho mình cái tình huống tạt, nếu các bạn muốn đưa người ta vào thế đó là đập là tôi tạt rồi, khi mà tôi đập tôi về tôi đập cao lên xíu, tôi canh tôi tạt rồi, giống như tôi nhận giao cầu trên lưới vậy, giao qua là tôi nhấn cái cầu ngang vô người bạn để tôi canh cầu cầu tạt đó. Thì nếu các bạn đánh những cái tình huống như vậy thì buộc người ta sẽ phải đưa vào cầu tạt. Còn nếu các bạn đánh những cái tình huống kiểu như là các bạn lên các bạn sắn lưới bỏ nhỏ, rồi các bạn đập cầu thì cấm, rồi xong rồi thủ cầu thì các bạn cũng chỉ cứ bung lên thì không bao giờ có cái thế cầu tạt để các bạn đánh hết. Thì đó là cái cách xử lý ha, để mà các bạn có thể xử lý được cái tình huống cầu bổng, cầu lưới hay cứ cả cái cầu nào cũng vậy, mà mình sẽ có cách để mình đưa người ta vào cái thế cầu ngang phản tạt cũng như là cái thế tì đè ha. Thì hy vọng video clip này sẽ giúp được cho các bạn ha, cũng như là giúp cho các bạn đánh đôi có thể biết đánh tì đè, biết đánh phản tạt nè đó. Còn nếu mà các bạn thấy hay thì cho mình và các anh em một like và subscribe ha, cũng như là đừng quên bấm vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của kênh Ipsport.vn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.